em kỹ sư từ đất bưởi Chi Đám đây. Xin chào quý vị và con. Nay Hà Bưởi Ngon sẽ trực tiếp hướng dẫn cho quý vị và con cách thụ phấn hoa và lung cây để cho tỷ lệ đậu trái sai hơn. Đây là cây xào Hà Bưởi Ngon dùng để dung cây. Còn đây là cây chổi. Bà con có thể làm như này để quét hoa. Nếu trên cao bà con sẽ cắm một cây xào nứa tép vào đây để với ở trên cao, còn thấp thì chỉ cần đoạn như thế này để cầm. Thì trước khi dung hoa, trước khi thụ phấn thì bà con sẽ dung hoa trước như này. Hoa rụng thì chỉ có rụng những cánh và hoa bốn cánh thôi. Không cánh là hoa cái. Hoa đực, xin lỗi bà con. Đây này, hoa bưởi đường chín sớm thì toàn nở trúc xuống như này. Rồi chào hai anh em nhá. Đến muộn đợi tí. Đang hướng dẫn một chút cho video cho bà con. Đấy. Hoa rất to. Đấy, anh ra là xem chỉ có rụng hoa bốn cánh. Và những cái hoa xấu thì rụng. Đây là kỹ thuật thụ phấn hoa bằng chổi. Bà con có thể thụ phấn lấy cả hoa bốn cánh và hoa năm cánh quét lẫn với nhau cũng được, vì hoa bưởi là nữ tính. Đấy. Kỹ thuật này nếu bà con biết áp dụng thì tính vào đồng công một công lao động rất là cao, bởi vì khi bà con có thể thụ phấn đậu quả rồi thì mới có điều kiện để chăm bón và thu hoạch vào cuối năm. Đây là giống bưởi đường chín sớm, hoa rất là to cánh và thường nở trúc xuống, khác hẳn với tất cả các dòng hoa bưởi có trên thị trường. Bà con nhìn này, hoa bưởi trúc xuống và rất là to cánh. Đó. Thường nở trúc và giấu ở trong tán lá thế này. Giống bưởi này thì khi có quả rồi không bao giờ bị mất mùa. Và hoa cực kỳ sai, rất là sai. Nhưng không chùm nhiều hẳn so với bưởi diễn chùm rất là to. Đấy, chỉ cần quét như thế này thôi, nếu hoa vừa mới nở trong buổi sáng hoặc buổi chiều thì chắc chắn hoa năm cánh sẽ đậu một quả. Nếu quét vào những hoa năm cánh.